Sài Gòn Chú Hiếu xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Hôm nay chúng mình sẽ cùng nhau làm món khoai lang cán. Nguyên liệu thì sẽ có là nửa ký khoai lang, ở đây mình đã luộc sẵn rồi. Bột này có thể là bột nếp hoặc là bột gạo. Rồi phô mai lát nè. Đậu phộng này thì mình cũng rang lên rồi. Mè đen và sữa đặc có đường. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm ha các bạn ha. Bây giờ mình sẽ lấy khoai lang để mình cắt nhỏ ra nha. Thì khoai lang là một loại thực phẩm rất là quen thuộc với chúng ta ha, và có thể chế biến rất là nhiều món ăn ngon. Nhưng mà ngoài cái công dụng giúp hỗ trợ giảm cân thì khoai lang có rất là nhiều tác dụng tuyệt vời khác nữa. Có nhiều giá trị dinh dưỡng đối với sức khỏe lắm. Sau khi cắt ra thì mình sẽ lấy để bỏ vào cái bọc ni lông này và mình sẽ tán nhuyễn ra. Tán thật là nhuyễn luôn nha các bạn. Khoai của mình đã được tán nhuyễn rồi nè. Yeah! Tiếp theo thì chúng ta sẽ cho 2 muỗng sữa đặc có đường. Tại vì mình thấy cái khoai lang này ngọt rồi cho nên là mình cho chỉ 2 muỗng thôi. Còn những bạn nào mà thích ăn ngọt hơn á, có thể cho thêm cái lượng nữa, hoặc là có thể cho đường cát cũng được ha. Tiếp theo là cho một xíu muối và sẽ cho bột vào. Thì bột á, các bạn cho từ từ thôi. Và mình sẽ đánh lại cho cái phần khoai và bột quyện lại thành một khối như vậy nè. Đó. Bột các bạn có thể gia giảm ha, từ từ ha. Bây giờ là phô mai mình sẽ bóc ra và cắt thành 4 miếng nhỏ. Tích 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 tích. Và tiếp theo là chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành khâu vò bánh. Khoai lang này sở dĩ gọi là khoai lang kén vì mình sẽ nặn thành một cái hình giống như là cái kén của cái con tằm vậy đó. Nhìn rất là dễ thương nè các bạn. Nhưng mà mình lại thấy là nó giống những cái ổ bánh mì nhỏ xíu á. Bánh mì nhỏ xíu rất là dễ thương, xinh xắn luôn. Lấy dao khứa 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 cho nó dễ thương. Và mình ịn qua mè. Mè thì các bạn ấn ấn cho nó sâu một tí, sợ là lát khi nào mà nó chiên á sẽ bị rớt ra hết. Bây giờ mình làm qua cái nhân phô mai ha. Nhân phô mai thì chúng ta sẽ làm hình dẹp dẹp tí xíu để phân biệt á. Lấy khoai lang nhiều nhiều tí rồi phô mai cuốn như vậy và nhét vào chính giữa. Đó. Các bạn làm nhân này thì làm cho nó kín kín một tí. Tại vì nếu mà hở, cái lớp ngoài mà hở thì khi mình chiên á, phô mai nó bị xì ra ngoài, nó không có đẹp. Ấn ấn cho nó, mè nó chặt tí xíu nè. Làm tiếp nha. Đúng các bạn, hôm nay là ngày gì nè? Đó là ngày 5 tháng 5 âm lịch, tức là cũng là ngày Tết Đoan Ngọ. Còn cái nhân này thì mình làm nhân đậu phộng nè. Cho vào 3 viên đậu phộng, 3 hạt dẻ dành cho lạ lem. Mình chế ra nhiều cái loại nhân á, cho ăn cho nó khác một tí. Và cái này thì mình làm hình tròn ha. Sau một hồi thì chúng ta đã có thành phẩm nè. Và bây giờ mình sẽ bắt đầu chiên ha. Rất là đẹp ha các bạn ha. Và khi mà chảo đã nóng thì chúng ta đổ dầu vào nha. Nếu mà các em nhỏ làm thì coi chừng ha, cẩn thận các em. Tại vì nó văng sẽ phỏng, bị phỏng. Và cho bánh vào. Ôi, mè của mình nó bị rớt ra hết rồi.
nãy là mình đã ịn rất là chặt đó, nhưng mà các bạn thấy nè, nó cũng rơi ra hết. Để lửa nhỏ nhỏ chứ không là nó dễ cháy lắm các bạn. Thì hôm nay là ngày Tết Đoan Ngọ, hay còn gọi là Tết Đoan Dương, là ngày mùng 5 tháng 5 âm lịch, là một ngày Tết truyền thống tại một số nước. Thì Đoan á, có nghĩa là mở đầu, và Ngọ là khoảng thời gian từ 11 giờ trưa tới 1 giờ chiều, và ăn Tết Đoan Ngọ là ăn vào buổi trưa. Chín rồi, bắt đầu mình vớt từ từ ra nha. Mọi người nhìn nè, nó vàng ưa mà, rất là đẹp luôn. Thì người Việt Nam á, còn gọi Tết Đoan Ngọ là Tết giết sâu bọ, là ngày phát động bắt sâu bọ, tiêu diệt bớt các loài gây hại cho cây trồng trên cánh đồng. Theo quan niệm cổ truyền, có thể giết sâu bọ bằng cách ăn thức ăn nè, hoa quả, tủ nếp vào ngày 5 tháng 5 nè. Và có những cái món rất là đặc biệt như là bánh ú lá tre nè, rồi trái vải. Các bạn đã ăn chưa? Ôi chín hết rồi, để mình vớt ra. Vàng quá rồi. Mọi người nhìn thấy nè, nó nở phồng lên rất là đẹp. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Bây giờ để mình lấy một cái mình bẻ ra cho mọi người xem ha. Cái này nhỏ xíu nè, bánh kén, gọi là bánh kén. Thì bên ngoài thì giòn, mà ở trong nè, các bạn nhìn rất là dẻo. Và tiếp theo là cái loại nhân phô mai nha. Ui nóng quá. Wow, phô mai chảy tràn ra rất là hấp dẫn luôn mọi người. Wow, mình nhìn mình thấy ghiền rồi đó. Rất là ngon luôn. Rồi tiếp theo là đến cái tròn này, nhân đậu phộng ở trong nè. Ồ, cũng rất là hấp dẫn ha các bạn ha. Nửa năm đã trôi qua rồi, thì nhân dịp Tết Đoan Ngọ, Sài Gòn Du Hí xin chúc cho tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn có thật thật là nhiều sức khỏe, luôn hạnh phúc, bình an, may mắn, và có những phút giây sum họp đầm ấm bên gia đình. Chúc cho mọi người có một ngày Tết Đoan Ngọ vui vẻ, quây quần bên những người thân yêu. Nếu mà thích video này thì các bạn nhấn like nè, share, subscribe cho mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi hết video. Cảm ơn và hẹn gặp lại trong các video sau. Bye bye.